nhớ ngày buồn nhất nhất nhất. Buồn vãi nhỉ. Buồn thế nhỉ. Buồn. Buồn cái gì? Hôm đấy đây. Hôm đấy buồn cái gì? Hôm đấy đi, không nhớ à? Mày buồn từ sáng rồi này đấy. 2 tiếng rồi. Ngồi từ 2 tiếng rồi này đâu. Buồn. Tao buồn đấy. Buồn gì? Buồn đỉnh á. Tao buồn cái gì? Tao chưa ăn cơm. Bạn. Sáng. Thì về đi ăn cơm. Nhưng mà không đói. Vậy thì mày buồn cái gì nữa? Hôm đấy đây. Yeah, hôm đấy làm sao? Xe của tao đây. Mẹ xe á? Đây đi, các bạn trên đây bảo là xe của tao không có màu không đẹp bằng xe của mày. Vậy là ý mày làm nào? Cái buồn cái gì? Tao biết cái buồn cái gì từ sáng này. Đói. Về đói thì về ăn cơm. Mà không no. Yeah. Rốt cuộc là buồn cái gì? Thôi đi sơn xe đi. Sơn xe cho đẹp. Làm buồn sơn xe gì? Ừ, sơn xe cho đẹp thì... À, ý là ông nội quang thì các bạn khen xe của tao đẹp gì? Ừ. Thế rồi xe mày không có màu gì? Các bạn nói xe tao không có màu thôi. Hôm nay tao phải sơn màu lên. Sơn màu lên cho đẹp. Trời ơi, mày mà cứ buồn đi. Buồn chứ. Chẳng biết buồn cái gì, người ta tưởng là buồn ý á. Vậy thì đi sơn xe. Sơn xe nhá. Vứt bút bè đi cái á. Cái này mình sẽ gọi là đi sơn xe H2 của mình lên các bạn ạ. Để em gọi là tô đẹp cái vẻ đẹp huyền bí của ngon H2 của mình lên. Để gọi là đánh bật cái vẻ đẹp xấu xí của xe Nùng Tí nha. Các bạn nhớ like nha, bởi vì xe mình rất là đẹp các bạn ạ. Xe tao bảo xấu á, xe mày thì ra gì? Hay chờ đấy, nu. Bạn ơi, coi xem ơi. Nu Pagetti. Nhớ đấy. Hãy đợi đấy. Nu Pagetti. Ồ, vậy thì đi sơn xe đâu. Ừ, đi ngồi lên tao like đi. Cái này mình sẽ đi sơn xe các bạn ạ. Sơn để tô. Vừa gọi là sơn một lớp sơn nền này, sơn nền màu xanh với màu trắng này, xong rồi màu đồng đồng đẹp đẹp này đấy. Cười mình sẽ gọi là sơn màu đen lên nhớ chất nha các bạn. Sơn màu trắng này mới lại màu đen chỉ là để làm nền thôi, đó làm nền nhìn kiểu phải làm nền cũng phải chất các bạn ạ. Các bạn nhìn đây, đây xem cái, đi xem cái hàm có mập này, rảnh bé nó khỏi cái hàm có mập đi các bạn ơi. Là hàm có mập để làm nền thôi mà. Mập cá mập chỉ làm nền thôi. Cái này là sơn màu đen lên, đen cút kít lên như vậy nè, đấy vậy mới chất đúng không? Ok, mình sẽ bắt đầu sơn nha. Sơn lên vẽ họa tiết các kiểu mà chỉ để làm nền thôi. Thank you.
không? Ngon loé không các bạn? Mà thấy cái xe đã thay đổi gì không? Nếp màu. Hôm trước mình đây gọi là tô màu các bạn ạ. Đúng rồi, không phải là sơn màu đâu, mà đây tô màu. Đấy, quét màu ấy. Đúng, 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 đúng định nghĩa của mỹ thuật là tô màu. Tô màu và quét màu. Ê mẹ, mình ghé được cả cái logo của YouTube này. Đấy, YouTube đấy. Đây kiểu như là mình dành cho cái nút bạc. Nút bạc các bạn ạ. Các bạn like, share, subscribe kênh thật nhiều để cho mình nhận được cái nút bạc sớm. Rồi, còn mình đang rất mong chờ là sẽ sớm đạt được 100.000 lượt người đăng ký. Thế là bọn mình quyết định nhất luôn cái logo YouTube vào đây cho chất các bạn ạ. Chất luôn. Bên dưới là một cái logo của Kawasaki H2 các bạn ạ. H2RR nha các bạn. H2RR. Đấy, H2RR chứ không phải là H2R đâu. H2R nó cùi rồi các bạn ạ. Vậy phải H2RR. Đấy, phiên bản là chỉ có mỗi mình có thôi các bạn ạ. Xe mới chưa được cung cấp biển đấy các bạn ơi. Chưa ai biển luôn. Đấy. Chất lừ luôn. Chất lừ luôn đấy. Các bạn cái bộ xe nhái thực chất là xe là chưa bốc biển. Quên chưa biết biển. Đấy các bạn này, đây là những nét sơn ngoài quạc này các bạn ạ. Đây kiểu cái gạch ba gạch ba sọc. Ba sọc monster. Đấy, ba sọc monster. Hello. Quái vật đấy các bạn. Quái vật. Monster tiếng Anh là quái vật đấy. Đấy, ngồi. Quái vật. Quái vật. Quái vật. Các bạn nhìn đây. Đây các bạn nhìn nhầm có ba gạch đỏ lừ. Chất lừ luôn. Một đồ mình đánh vô quỷ nữ các bạn ạ. Mình không biết đâu mình nói vết đấy các bạn ạ. Đấy, một đen đỏ. Đen đỏ một sự kết hợp khá là xuất sắc của nhà sản xuất. Nhất TV các bạn ạ. Máy thì của ở đâu không biết, nhưng mà chỉ biết là khung trước các thứ vỏ viết là của Nhất TV các bạn ạ. Ờ, nói nào, hơn mình không kiểu dấu bí mật làm gì. Bởi vì bí mật thì cũng không cần được bật mí, hiểu không? Đấy, như nào? Để cho người lắm người biết. Đúng rồi, nhưng mà mình nói sơ qua về hệ thống bốn xe này. Bốn xe này là có hệ không, mình không cần hệ thống gọi là chống trượt ABS, đúng không? Mình là về chơi phanh cơ các bạn ạ. Phanh cơ cho nó chất luôn các bạn ạ. Phanh cơ nó chất luôn các bạn ạ. Các nào? Bạn nào kinh phí không có nên là phanh cơ thôi. Đấy. Máy thường thường là những con H2R bình thường là dùng máy gần 1000cc, nhưng mà mình đây H2RR bản đặc biệt các bạn ạ. 1001cc luôn các bạn. 1001cc mà thiếu biết là 110cc các bạn ạ. Không, milli cc. Nghĩa là vậy nghĩa là 1000cc. Nó chép lại đi. Đấy, bộ máy là do Kawasaki và Honda tàu sản xuất. Đấy, Honda tàu phối hợp thực hiện. Còn bản này bọn mình đi đáng cấp quá, đi ngoài đường cho nên là bọn mình lắp luôn quả đèn L4 các bạn ạ. Ủa, các bạn mọi người bảo là H2R tuy lại sao lại có đèn. Đấy, không các bạn nhầm một. Kể cả H2R hay là R gì nữa thì cũng phải có đèn. Cần bạn là mình tham gia giao thông mà. Tham gia giao thông thì phải có đèn chứ. Đấy, thì nó mới chất. Có đèn thì nó mới gọi là xe được lưu hành không? Như lần trước đi ra cái sáng ấy, bác chú bảo là không bán xăng cho xe không được lưu hành. Đấy, nên bọn phải lắp đèn rồi. Đấy, lưu hành thì bọn mình không cần đè. Động cơ rất chân các bạn ạ. Phải dân, cấp. Phải dân, nó mới chất. Tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Không phải bô thì bô phách nhặt từ ngoài bê rác các bạn ạ. Bô gì? Buộc dây luôn. Đây đây người gọi là phong cách. H2RR này gọi phong cách của người không có tiền mà. Ừ. Đấy. Nói chung là con này khá là chất luôn đấy các bạn ạ. Cũng gọi là tạm tạm. Đấy, các bạn mà thấy con này lên màu như thế này đẹp hay không, các bạn hãy đánh giá ở bên dưới phần comment đấy các bạn nhé. Đúng rồi, đánh giá dưới comment đấy là đẹp hay không, nếu mình biết đường mà mình có thể sửa, mà mình có thể chỉnh sửa màu khác không? Màu khác cũng khó nhỉ. Nói chung là các bạn thích đẹp hay không thì các bạn cứ đánh giá bên dưới nha. Bình luận bên dưới là đẹp hay không nha. Đấy, nhiều bạn bảo là sơn màu thì lần trước bọn mình cũng kiểu không dám sơn màu các bạn ạ. Không muốn sơn màu. Ừ, sợ. Vì sợ là nó mất cái vóc dáng của con xe. Ngồi sợ sơn lên nó lại mất cái vẻ đẹp đẳng cấp của xe đi. Nên là mình không dám sơn màu, bọn mình đã thử sơn rất nhiều màu. Từ màu bê tông đến màu trắng. Màu xanh, rồi hàm cá mập, cá miếc. Rồi cá miếc, mình ghé cho các bạn xem qua rồi đấy. Nhưng mà trông nó yếu yếu, màu xe nó không hợp lý lắm. Mình chơi luôn vượt trội màu đen tuyền luôn các bạn ạ. Làm quả H2R đen huyền thoại bóng tối luôn. Các bạn là ủng hộ nhiều quá về bộ
rồi. Cơ thể các bạn xem. Đúng rồi. Bọn mình phải làm những cái đường nét màu đỏ lên cho nó kiểu tô điểm nhấn nhỉ. Đấy, đây là một những góp ý của các bạn để cho bọn mình có hoàn thiện thêm hơn video các bạn. Đúng rồi. Nói chung là phải có các bạn thì bọn mình mới có thể tìm được ra những cái sai, lối sai của con siêu xe này. Đấy, các bạn có những lối sai gì các bạn cứ xoay hết ra nhé các bạn nhé. Cứ xoay ra cho mình có cố gắng của mình sửa chữa. Đấy, khắc phục luôn các bạn. Gọi là update hệ thống hiểu không các bạn? Nó mới chuốt các bạn ạ. Đấy, cả kính chắn gió hôm trước bạn bảo là để nó bẹp xuống sâu quá thì hôm nay mình nâng lên rồi. Trong và này lúc gió đúng lúc gió luôn. Lúc gió vậy đi về nhìn thấy đường. Nhìn không thấy cái gì luôn các bạn ạ. Đường một đường thành hai đường luôn các bạn ạ. Đẳng cấp rồi vậy. Nẹt bô gọi là không nghe gì các bạn ạ. Không nghe gì. Yeah. Nẹt bô đi vào lòng người. Nẹt bô gọi là không nghe thấy gì luôn các bạn ạ. Đẳng cấp rồi vậy. Đang thì gọi là thiết kế cái nắp bình xăng các bạn ạ. Nhặt luôn cái vỏ bim bim bánh kẹo gì đấy làm nắp xăng cho chất các bạn ạ. Nắp bình xăng đẳng cấp rồi vậy. Đấy quả bình xăng này, ốp bình xăng mà mình làm được một cái lớp mang cá khác biệt, khác bọt luôn các bạn ạ. Đấy cái này nó nổi bật lên cái ốp bình xăng luôn. Hôm qua là mình định để gọi là dưới là hàm cá mập cơ mà thôi sợ người ta lại bổ H2 đi làm cá mập. thôi không nói phép nữa nha. Nói phép thế đủ rồi. Nói phép vậy là đủ yếu rồi các bạn ạ. Đấy, chẳng biết mình nói phép rất là nhiều. Chẳng biết cái giống gì về xe nhưng xe mà nhưng nói phép thôi. Nói phép theo ý nghĩ của mình thôi. Đấy. Đấy thì nói chung là bọn mình nói phép toàn vừa giờ nói phép ít nhưng mà cũng một ý là nói đúng nói thật các bạn. Bởi vì vỏ này vỏ phun cát tông thật. Vỏ phun cát tông thật mà. Đấy, xe căn bản đây xe bọn mình chế lên. Đấy. Nói chung là đối với bọn mình thì là vậy là mình thấy ok rồi. Còn đối với các bạn như thế nào thì các bạn đánh giá bên dưới để bọn mình có thể gọi là biết được cái cảm nhận của các bạn sau khi nhìn thấy con H2RR lên màu đen tuyền điện thoại các bạn ạ. Nếu các bạn có góp ý thêm gì về con này thì cứ gọi là đánh giá bình luận ở dưới video này nhá để mình có thể tham khảo nhỉ. Yeah. Tham khảo để lọc ra những ý kiến hay nhất để gọi là update lên hệ thống con super xe này. Rồi những các bạn mà những các bạn ủng hộ mình từ trước tới giờ rồi thì vẫn cố gắng ủng hộ mình nhé. Cố gắng tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới nha. Để mình có thể gọi là sản xuất ra nhiều con siêu xe và những video thú vị hơn. Đấy rồi các bạn nào mà mới thì cũng nhớ là like, share, subscribe mạnh mẽ lên để cho bọn mình nhận nút bạc mờ sớm nhé các bạn nhé. Nhận nút bạc sớm, làm quả chéo nút bạc đi khoe cũng là nhờ. Chết đấy, đeo nút chết. Làm quả mũ phối rính nút bạc các bạn nhỉ. Ừ, được đấy nhỉ. Đấy, nói chung là video của mình cũng xin được kết thúc tại đây nha. Các bạn hãy nhớ like, share, đăng ký và nhấn chuông để gọi là có video mới ra thì nó sẽ thông báo cho các bạn để các bạn xem nha. Thì cuối cùng mình xin được kết thúc video tại đây nha. Xin được kết thúc video tại đây hơi nhiều lần rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Chào tạm biệt. Bye bye.